Tiểu Sơn, Tề Phi, Dượng, ông chủ, tối nay tôi phải xử lý một số chuyện riêng. Mọi người lui xuống đi. Lui xuống. Được. Kiều huynh, không sao chứ? Nào, sao ông lại đến đây? Lại để cho hắn chạy thoát. Không sao, hắn trúng độc rồi, không sống được bao lâu nữa. Gia San, anh sao bị thương rồi? Người của Dân Hải thật là nham hiểm, có thể khiến cho hai người võ công cao cường cùng nhau đối phó với tôi. Xem ra bọn họ đã có phòng bị. Gia San, sau này anh không được mạo hiểm nữa. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Cô mau hủy diệt triệt để sự nghiệp của Diệp gia. Như vậy công ty KDDU chúng ta mới có thể. Gia San, anh yên tâm, tôi đã hạ độc Thượng quan Giang Hiên. Chỉ cần hạ độc thêm Diệp Dân Thương và Kiều Chấn Thiên, bọn họ sẽ trở thành con rối của tôi, sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tốt, quá tốt rồi. Tên Thượng quan Khanh đó thật là bị ổi, đã dám tẩm độc vào dao găm để đâm tôi. Cha, nghe nói lại có thích khách. Cha sao rồi? Không sao. Lần này kế hoạch tuyển mộ thêm quân đã có hiệu quả rồi. Cha, may mà cha không sao, không con lo lắng chết mất. Chấn Thiên, con lớn thật rồi, gặp chuyện gì vẫn bình tĩnh. Sau này Kiều gia có con, cha cũng yên tâm nhắm mắt. Cha đừng nói bậy. Cha chắc chắn sẽ sống rất thọ. Con về sở cảnh sát trước. Cha nghỉ ngơi sớm đi. Đứng lại. Con tới đó làm gì? Con đi điều động người, dò la tung tích tên thích khách. Cha liên thủ với Thượng quan Khanh, đã biết được hắn sử dụng võ thuật Đông Dương.
cần lục soát hết cả thành không? Võ thuật Đông Dương. Nếu vậy thì hắn là người Nhật. Hiện giờ chỉ cần tìm hiểu nguồn cội, âm thầm điều tra những người Nhật đã đăng ký, thì có thể điều tra ra thân phận tên thích khách. Vậy là phạm vi điều tra đã nhỏ lại. Có thể là công ty Caredio muốn phục thù gia tộc chúng ta. Con nhất định phải cẩn thận. Vâng, cha yên tâm đi. Tinh Trần, anh về rồi sao? Chưa ngủ sao? Dân Hiền thế nào rồi? Em vừa cho cậu ấy uống thuốc xong. Nghỉ ngơi sớm đi, Tinh Trần. Tối nay anh đến nhà Dân Thường ăn cơm phải không? Em biết em không sánh được với Dân Thường. Anh cũng không thích em. Thiên Giao, cô nghĩ nhiều quá rồi. Tôi... A Giao, là Văn Hiên, đi xem đi. A Giao, Văn Hiên thiếu gia, Văn Hiên thiếu gia, phải cố gắng. Văn Hiên thiếu gia, cậu cố gắng nhìn đi. Nhìn đi, đau quá. Đau quá. Văn Hiên thiếu gia, Văn Hiên, Văn Hiên, Văn Hiên, A Giao, có chị ở đây rồi, em khó chịu quá. Có chị ở đây rồi. Cố gắng chịu đựng. Văn Hiên, Đinh Hương, Văn Hiên thiếu gia. Mọi người xuống trước đi, tôi trông là được rồi. Vâng. Tay cô không sao chứ? Không sao. Có Phục Linh phải người hạ độc mới giải được. Người hạ độc chính là Tống Tử Thanh. Sao cô biết? Thì tôi đoán. Bình thường Văn Hiên rất ít kết giao bạn bè, gặp Tống Tử Thanh xong thì trúng độc. Không phải cô ta thì là ai chứ? Cô ta theo bọn người Nhật, rất có khả năng ra tay hạ độc. Anh biết gì cô ta thao túng kỳ năng đức đối phó Dịch gia không? Tôi biết. Vì muốn khống chế hãng buôn ở khắp thành phố Dân Hải, cô ta đã ra ngón đòn hiểm ác hơn cả lần trước. Tôi phải giết cô đàn bà này mới được. Ác giả ác báo, đừng vì hạng người này mà bẩn tay. Cô ở lại chăm sóc cho Dân Hiên đi, tôi ra ngoài một lát. Cỏ Phục Linh rất hiếm gặp. Sao A Giao lại chắc chắn người hạ độc là Tống Tử Thanh? Lẽ nào cô ấy đã biết điều gì? Hay là hỏi lại Thiên Giao?
Cô đúng là nghe lời, đến đây thật. Tôi hứa hợp tác với cô, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Phía Diệp Vân Thường có tin tức gì không? Cô nói cho tôi biết trước. Làm thế nào mới cứu được Văn Hiên? Nếu cô không mang tin tức đáng giá nào tới thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Đợi đã. Dừng tay. Ngài Gia Sát, sao lại ra đây? Đưa ta. Ta nghĩ chắc chắn bác sĩ Sở biết rõ loại độc này. Xem ra bác sĩ Sở hẳn biết cách giải nó. Quá ra ông là người trúng độc này. Sống tới tận giờ đúng là rất giỏi. Bác sĩ Sở, mong cô hãy cứu ta một mạng. Xin cô đó. Tại sao tôi phải cứu ông? Bác sĩ Sở, chỉ cần cô đưa ta thuốc giải, ta sẽ bảo vệ cô sống sót rời khỏi đàn tràng. Tôi nghĩ cô nên thức thời đi thì hơn. Mau chế ra thuốc giải. Không biết tốt xấu. Ta ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ về. Trông coi cẩn thận người phụ nữ này, đừng để cô ta chạy trốn. Nếu không tự lấy dao kết liễu mình đi. Rõ. Thiên Giao. Thiên Giao. Tinh Trần, tại sao anh lại ở đây? Đừng hỏi nhiều. Nghĩ cách kéo dài thời gian đi, khiến họ đi tìm Phụ Dung Lộ làm thuốc dẫn. Tôi sẽ tìm cách cứu cô. Được, em biết rồi. Trả tiền đây. Trả tiền đây. Lão gia, đã trả tiền rồi. Nhà ta hết tiền rồi. Tiền xây dựng xưởng thuốc không phải đưa cậu rồi sao? Người đòi tiền nhiều quá. Tiền của đại tiểu thư cũng dùng hết rồi. Người bên ngoài nói nếu không trả tiền họ sẽ phá tiệm. Cậu đang nói với họ là ta đang nghĩ cách, sẽ cho họ một câu trả lời khiến họ dự ý. Dân lão gia. Cha. Cha. Cha, chúng ta bị lừa rồi. Có người lừa đem số thuốc trong tiệm đi rồi. Trật tự. Trật tự. Trật tự. Nghe nào, nghe tôi nói. Đừng nói nữa. Diệp Thu Thực, tôi lấy danh nghĩa hội trưởng thương hội ra đảm bảo. 3 ngày. Cho tôi thời gian 3 ngày. Tôi đích thân trả đủ tiền cho mọi người. Mọi người cứ yên tâm về đi. Không được. Không được, không được. Trả tiền. Trả tiền đi. Trả tiền. Trả tiền đi. Trả tiền. Mọi người nghe tôi nói này. Đừng làm ồn nữa. Đừng làm ồn nữa. Cha. Tề Phi, sao tới đây vậy? Tôi nhận được thông báo, nói ngân hàng nhà cô phá sản, muốn chạy trốn. Nói năng lung tung. Chúng tôi kinh doanh ở đây 10 mấy năm, có lúc nào xảy ra chuyện lừa gạt người khác? Có người muốn hại tôi. Ông nói cũng đúng. Tề Phi, giúp tôi dọn dẹp đống người này đi. Nếu để thêm tí nữa chắc chắn xảy ra chuyện đó. Cô nói đúng. Nếu làm hại tới tính mạng con người, chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Giải tán đi, giải tán. Trả tiền đây, trả tiền đây. Mau trả tiền. Trả tiền. Mau lên. Diệp hội trưởng không phải người không giữ chữ tín. Ông ấy chắc chắn sẽ trả tiền cho mọi người. Yên tâm đi. Mọi người giải tán đi. Giải tán đi. Trả tiền. Giải tán đi.
Đi đi. Tinh Trần, đi theo tôi. Mộ Tinh Trần, mau đưa thuốc giải ra đây. Không đưa thì sao? Vậy thì đi chết đi. Được thôi, vậy thì để Thượng quan Vân Hiên của các người chết chung vậy. Thiên Giao, không được giết cô ta. Cô ta chết rồi, chúng ta không có thuốc giải. Dừng tay. Đừng sợ, ông ta trúng độc rồi. Vậy sao? Độc trong người ta giải hết thì lâu rồi. Đi. Tiêu rồi, để họ thoát rồi. Xem ra tạm thời không có cách nào giải độc.